Hello, xin chào các bạn nha. Lại vị trí cũ các bạn ơi. Đây. Mình vẫn gặp lại em Kỳ Nhung hôm qua các bạn. Đây. Các bạn biết phải Kỳ Nhung qua không? Nhưng mà vẫn ở cái cây này nha các bạn. Đây. Đó. Để ôi, ôi. Nó lại chạy trong bụi xả kia các bạn. Bye bye, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào.